chào tất cả các anh em trở lại với kênh Đam Mê Bồ Câu. Thì video hôm nay mình bắt mấy con chim con. Thì hôm nay nó lông nó rõ hơn được khoảng 60% anh em. Thì hôm nay mình quay cho anh em xem màu nha. Thì ở đây nè anh em. Đó, mình bắt ra sẵn rồi mình quay cho anh em xem nha. Anh em thì đây là con cặp này là cái cặp của con trống đỏ mà mái đen. Con mái đen nhưng mà nó có một chút đốm trắng anh em. Thì cái giống một cô gà này thì cặp này thì nó không được bự anh em. Cặp này nó khoảng tầm 1,6 kg à. Bố mẹ nó tầm 1,6 kg, còn cặp này thì bố mẹ nó tầm khoảng 1,8 kg, 1,9 kg. Thì cái con trống bố nó rất là bự, con trống bố mà nuôi mát là khoảng 1,1 kg anh em. Con mái thì mái mẹ nó thì tầm khoảng 8 g ha. Thì cái cặp này giống nó bự con. Hôm nay nó bự quá anh em, kiểu như là nó bự quá bố mẹ nó nuôi không nổi. Mình để cho con chim thái rồi nó nuôi á. Nuôi này nó ốm mà, chắc mình vài bữa nữa mình bắt ra mình tự mình nuôi nó quá. Nó ốm nó lòi xương luôn nè, đút ăn chưa có ăn uống gì sáng giờ luôn nè. Anh em thấy diều nó trống không luôn không? Đó thì ở đây có cái con này nè. Cái màu này là cái màu tiger nè, nó lột lên tiger giống chim bố mẹ nó nè. Tại lúc trước mình nuôi chim bố mẹ nó cũng từ chim con lên á, là cái màu lông nó như này nè. Đó là nó lột lên đốm đốm đen nè, mút lên tiger nè, con này là chắc chắn là nó lên tiger. Còn cái con này thì lông này thì cái lứa lông này thì mình mới thấy đầu tiên nè. Thì nó có trắng có đen nè, mà chắc chắn thì nó cũng có lên tiger coi. Mình thấy cái màu lông nó con này chắc chắn là nó là con mái rồi. Con này thì nó nở cái trứng thứ hai. Con này thì cái trứng một nè. Nên anh em thấy là cái con này nó trứng một nó nè, nhìn nó rất là bự. Cái mỏ nó khủng khiếp luôn anh em. Con này cái mỏ cũng bự nữa. Mà con này là trống nè, con này bự hơn, cái đầu nó rất là to. Thì ngón tay cái mình nè. Cái mỏ nó rất là bự. Nếu mà so ra với hai con này, nhìn cái mỏ của hai con này thì con này nó bự hơn rất là nhiều luôn á anh em. Đây mình để cho anh em xem nè. Em thấy không? Cái mỏ của cái con giống này, cái mỏ nó bự gấp đôi cái mỏ này luôn á. Con này thì nó lên màu phun đỏ nè. Không, anh em thấy nè. Con này màu đẹp nè. Phun đỏ luôn anh em. Con này màu đẹp mà, phun đỏ luôn. Đó như anh em thấy nè, màu đỏ tươi nữa. Cái này đỏ hay vàng nữa, mình nghĩ nó là đỏ quá. Đỏ, màu này màu đỏ anh em, giống chim bố nó nè. Còn cái con này thì nó lên có đen nè. Lên đen nhưng mà không biết lớn rồi nó có chỗ xám hay không nữa. Thì khoảng một tuần nữa thì mình mới chắc chắn anh em. Nhưng mình thấy cái này nó màu bạc, màu đen, không phải như đen tuyền anh em. Đen mà cái lưng nó có xám nè, anh em thấy không? Không phải đen tuyền nha. Như cái cặp này là có con này được nè, con này là nó full đỏ, nó đẹp nè anh em. Thì cặp này bố mẹ nó nuôi tốt ghê á, diều đầy nhóc luôn. Còn hai con này chà bá luôn, chưa cho ăn uống gì hết, bố mẹ chưa cho ăn. Cặp này nó quá khủng. Hai con này là tương lai lắm anh em, cặp tiger nè. Mình tiếc quá mình chưa có bán nè. Bây giờ mình bắt cặp tiger ra mình cho anh em xem cái chớp đuôi của nó nha anh em. Cho anh em dễ xem. Đó. Chớp đuôi con này thì nó đen nhiều hơn nè. Đen nhiều hơn trắng, trên đây cái lưng nó màu trắng. Cánh này thì nó anh em nhìn nâu nâu đen đen nè, nhưng mà nó lột lên là nó lột lên trắng nha anh em. Con này là tiger chắc nè. Con này thì cũng cao nè, con này thì tiger nhưng mà trắng nó nhiều hơn. Khúc này thì cánh nó đen nè.
này cái lưng nó cũng trắng, cái đuôi nó có đen, đuôi đen, đuôi này đuôi đen hoặc đuôi xanh anh em, đuôi đen hoặc đuôi xanh. Ở trên thì nó trắng luôn, mà nhưng mà có hút chỗ này thì nó đen này anh em, cái chỗ cổ nó đen này anh em thấy không, có lông đen. Bên đây cũng vậy, ở nó có đen dưới cổ nữa. Đây. Như cặp như cái con này là anh em thấy trắng đen đồ nó trộn lộn đốm đốm nhau nè, là mốt nó lớn nó chỗ tiger đẹp lắm nha anh em. Nè như cái lông cờm đó anh em thấy nè, trắng trắng đen đen này lên là đẹp luôn anh em. Thì cái lứa em của nó thì khoảng 5-6 ngày nữa nó sẽ nở thêm một lứa tiger nữa, nhưng mà không biết nó nở được hay không nữa anh em, mình cũng chưa nói trước được nữa. Thì có nở ra mình sẽ quay clip cho anh em đam mê cùng xem. Như mà có nhiều thì chim bố mẹ nó cũng mới đẻ lại cái lứa tiếp theo nó đang ấp nữa. Thì nếu mà trong tháng này mà nó suôn sẻ là mình sẽ được 3 cặp con tiger. 3 cặp thì chắc chắn mình phải bán bớt một cặp rồi, mình để lại 2 cặp. Rồi. Rồi thì cái video hôm nay mình quay cho các anh em đam mê xem chim con thì giờ nó tới ngày nó lên màu, quay cho anh em đam mê cùng xem. Thì chúc các anh em một ngày mới tốt lành và vui vẻ nha. Giờ hẹn gặp lại các anh em ở những cái video tiếp theo. Các anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có nhiều động lực để ra nhiều cái video hay hơn về bồ câu cho anh em xem. Bye bye các anh em nha.